Bất động sản thiện nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là cái đường nối dài của đường Võ Thị Sáu thẳng từ trung tâm Bà Rịa đi về phía Long Điền. Ở đây là đi về phía kia là đi về đất đỏ xã An Nhất là chỗ kia, bánh hỏi An Nhất là chỗ đoạn này. Đấy, còn đi đi về rẽ trái ở đây là ra trung tâm hành chính của huyện Đất Đỏ. Từ đây đến trung tâm hành chính khoảng gần cây số. Đi thẳng lên đây một tí là đài tưởng niệm liệt sĩ rồi chợ Đất Đỏ ở trên đấy. Thì ở đây tôi đang có một cái lô đất chiều ngang là 15 m, chiều sâu là 42 m, về sau là hậu là 18 m. Hiện tại là có 300 m đất ở rồi. Này là thuộc xã An Ngãi, huyện Long Điền. Giá của cái lô đất này ông chủ đang chào bán là 3 tỷ 3. Thì lô đất này á là cách thành phố Bà Rịa chỉ đi khoảng 5 phút thôi. Cách trung tâm thành phố Bà Rịa chỉ khoảng 5 phút đi đi xe thôi. Rất là gần. Gần bệnh viện Bà Rịa. Đấy, từ đây đi đến bệnh viện Bà Rịa cũng khoảng 5 phút thôi. Rất là gần. Đường này mang chứa quy hoạch mở rộng. Cái này mở rộng vào mấy mét anh nhỉ? Nằm mở rộng đường này đúng không? Mở rộng đường này sâu vào 6 mét nữa. Hiện hữu là hiện tại. Và mỗi bên là mở rộng cái đường này là 6 mét. Thì trên giấy tờ nó là 15 nhân với 42, nhưng thực tế bây giờ mình đang sử dụng là 15 nhân 48. Là cái phần phía đằng sau kia kìa, nó có một cái con đường trên cái giấy tờ, nhưng mà hiện tại bây giờ người ta không sử dụng đến thì người ta làm anh ấy xây hết tường bao rồi. Là như vậy. Ở đây bây giờ đang cái mùa cỏ mây rất là đẹp. Chỗ này tôi xin nhắc lại là ngang 15 sâu 48, có 300 mét thổ cư. Hiện tại anh ấy là đã có là 3 sổ rồi quý vị nhé, nhưng mà không có bán lẻ đâu, thì bán hết luôn. Đấy, giá 3 tỷ 3. Trên này là quy hoạch trường học đúng không anh? Trên này là quy hoạch trường học rồi, là có cái vùng Binh Ngã Năm à? Vùng Binh Ngã Năm cách đây một đoạn. Vậy quý vị nào có nhu cầu mua một lô đất là gọi là lân cận thành phố Bà Rịa, huyện Long Điền đấy, với giá là hơn 3 tỷ đấy, anh ấy đã xây hết tường bao rồi, ở đây làm nhà vườn thì rất là đẹp đấy, đối diện sang là đồng lúa. Hôm nay người ta đang đốt đốt rơm đốt rạ sau khi gặt xong. Đấy, chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.